Cô Xuân ca nhạc cũng hay quá đó chứ. Ha, cậu ba. Ủa, mà cậu về sao cậu không lên nhà trên? Cô xui ác không? Tôi bị ông già từ rồi mà xuống tôi lên nhà trên để cho ông lấy chỗ chạm đơm tôi hay gì? Tôi nói cho cô nghe, ông Hâm lấy ông Nguyễn của tôi làm ông điếu đó. Cậu ba nói vậy chứ hầm dữ, đâu nỡ ăn thịt con. Tôi về lần này á, rồi tôi đi luôn không về nữa. Thiệt vậy sao cậu ba? Giỡn cô làm gì? Mà tôi cấm cô nghe. Tôi cấm cô không được tiết lộ cái việc này với bất cứ ai trong nhà này. Cô nghe không? Dạ. Vậy thì lấy danh dự hứa đi. Dạ. Tôi là người ở mướn. Cậu biểu gì á thì tôi nghe vậy. Không, người ở hay là ông chủ cũng đều có nhân phẩm giống nhau, phải biết tự trọng chứ. Dạ, cảm ơn cậu ba. Cậu ba nói vậy thì coi như tôi đã hứa. Trời ơi. Mà cô Xuân. Dạ. Tôi nói thiệt với cô nghe, là đã 4 tháng nay tôi đã từ phương sinh sống, cố học ở trường đời á, chưa quen dần gian khổ. Trời đất ơi, cậu làm vậy mà cả nhà đâu có ai biết đâu, có tưởng cậu là ham chơi với bạn bè không à. Trời ơi, nói nhỏ nhỏ vậy. Gia đình tôi muốn ít ra, tôi được làm quan bé bé với người ta. Nhưng khổ nỗi tôi làm quan không được, nên vô rừng làm kế để lập thân. Thành ra sợ ba tôi biết rồi ông buồn, thấy con mình chẳng bằng được ai. Ba, cậu đi bao lâu nữa rồi cậu về? Ngày cô lấy chồng tôi về mừng cô. Cậu ba, cậu nói ngày tôi có chồng thì có cậu, vậy thì tôi cũng không giấu một lời hứa hẹn. Tôi chờ cậu về đây rồi tôi mới tính chuyện lòng gia đình. Thiệt sao cô Xuân? Cậu ba, tôi không từng gian dối bao giờ. Trước mắt cậu thấy hình đâu, hình cậu bị ông giày vò ông xé, tôi lén lượm và dán lên như một bức tranh. Chân mày cậu như bị tém, tôi lại thấy đẹp nét phong sương. Còn mặt của cậu nhăn nhó, tôi tưởng chừng như chia rớt cùng tôi bao. Ôi thiệt là hân hạnh cho tôi, khi dưới mắt của ba tôi thì tôi là tên xấu xa tồi tệ, còn dưới mắt của cô tôi vẫn còn là nhân dáng và trọn vẹn tình người. Cậu ba, không phải tôi khen dĩ bụng, mà từ lâu phải nói, nhưng tôi chỉ dám nói vì cậu sống xa nhà. Nói được ra đây tôi cảm thấy lòng mình chơi nhẹ, tuy không có ý làm nặng bước người đi. Cậu ba, tôi hiểu phận của mình lắm, song tôi không tin vào ở phận số, mà tôi tin rồi cuộc đời sẽ đổi mới, và hoàn toàn tin tưởng ở cậu ba.
nói chuyện nãy giờ. À tôi quên mất ha. Ủa mà sao dì Hai đâu mà tôi không thấy vậy cô Xuân? Dạ, dì Hai đi chợ mua vali rồi cậu. Nhớ tin, nói tới vali tôi mới nhớ. Cô cảm phiền đi ra chợ mua giùm tôi cái cặp táp. Tôi cần nó lắm đó. Cô giúp tôi nha cô Xuân. Dạ, đó là bổn phận của tôi mà. Tôi đi liền. Cậu. Cái gì nữa? Tiền. Trời ơi. Tiền hả? Ủa tiền tôi để cô ấn giùm tôi trước đi. Nợ là phải trả đó nha. Trời. Chứ đi đi. Cảm ơn cô nghe. Trời ơi. Tử, về nhà sao không lên nhà trên ở đây vậy? Lên ăn trộm mày làm gì chị Hai? Không ăn trộm chứ làm gì lén la lén lút vậy? Ba mới tống cổ em hồi sáng này mà chị đổ thái độ nhanh quá trời. Chị Hai à, trước giờ chị đâu có như vậy đâu chị Hai. Chứ từ trước tới giờ có bao giờ em ăn nói vô phép vô tắc như hồi sáng này không? Té ra là chị bên ông chồng tương lai của chị. Bên cái gì mà bên? Chị á không muốn thấy một đứa em ngỗ nghịch như là em vậy đó. Chứ bên cái gì? Chị muốn thấy hay không á thì cũng không còn kịp nữa. Vì em đã trót ra đời rồi. Có chị không muốn gặp em nữa. Qua mai điều này cũng có thể giúp cho chị. Vì khi mà ba không nhìn em á thì nghĩ đi nghĩ lại giữa em và chị á cũng giống như người dân nước lã chứ chẳng thua gì. Chị hiểu câu em nói không chị Hai? Ông nói cao siêu quá ai hiểu nổi. Cao siêu? Không có cao siêu đâu chị Hai. Em về đây á là chuẩn bị cho một cuộc giả từ vĩnh viễn. Em cần mang hết tất cả thư từ sách vở của em đi. Chị mở phòng cho em lấy ha. Thì được rồi. Em muốn lấy gì đó thì chị mở phòng cho em. Nhưng mà trừ ra... Trừ ra gì? Trừ ra cái gia tài này đúng không? Chị nói lại với ba, sau này á, nếu ổng mà có 100 tuổi già, đừng có để lại một cái món gì thuộc về cái gia sản này hết á. Dành hết cho chị đi. Nhưng mà chị Hai à, sau khi chị Hai á, mà thành gia thất á, chị nhớ cho dì Hai số tiền để dĩ dưỡng già. Chừng đó chị mới làm ăn khấm khá nổi nha chị Hai. Ê, mày rủa tao hả Tấn? Nói chơi chứ rủa gì chị Hai. Em nói chơi mà. Chị Hai, em nói chơi mà. Tưởng chị Hai nhìn vậy chứ. Khó nghèo lắm nghe. Thôi đừng có xạo. Thôi dẹp đi đừng nịnh nữa. Giờ muốn lấy đồ phải không? Mở cửa cho lấy nè, sợ sợ hoài. Dạ. Vô lấy đi, ba sắp về tới rồi đó. Hai. Hai ơi, Hai. Trời đất ơi, nhà của tao, của người ta, ông tới đây chi vậy? Rủi có bề gì thì sao? Bề gì? Người ta muốn làm khó mình lúc nào cũng được chứ bề gì? Làm khó? Nếu người ta muốn chém tôi thì người ta phải cầm dao bằng cán chứ. Nhưng cán tôi đã nắm rồi thì họ có chém được ai đâu mà bà sợ chứ. Hình như bà khóc phải không? Ông hỏi làm gì? Ma con Thanh. Ông đừng có kêu tôi bằng tiếng đó nữa. Ông về đi. Có phải ngày xưa tôi phụ bạc em đâu mà em cố chấp. Tôi bị tù đày, bị đày ải phải xa vợ xa con. Đến chừng gặp mặt trở lại sớm gì
để thăm hỏi thì không biết em ở đâu. Tôi đâu có duyên trách giận gì ông đâu. Ngài ông mắc phải tội tù, tôi phải bảo bọc nuôi cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, và còn bận biểu con thơ. Và để thoát cơn nguy, núng ruột mình mà phải bán đi, để cho thoát cơn khỏi túng quẫn cùng nguy. Phải làm dây bán con, chỉ có thú vật mới làm gì được. Nhưng tôi đã là thú vật rồi, giá trị của con người. Vì sự nghèo đói mà tiêu tan, trái lại đối với riêng anh, anh vẫn xem em là một con người có kim ở trên đời. Nhưng bây giờ em đừng mong tranh được trong cảnh đời quái quâm. Ngày xưa tôi là bà giáo quanh, bây giờ tôi là người ở mướn. Mọi sự đã an bài rồi, ông còn làm tôi rối rắm chi nữa. An bài rồi sao? Tôi không muốn thấy có sự an bài hỗn loạn, một sự an bài vô luân lý mà những người biết chuyện đã đồng loạt với nhau để lừa gạt đứa trẻ. Sự lừa dối ấy dù có kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể nào biến thành sự thật được mà. Dầu không thành sự thật, nhưng cách lừa dối đó vẫn có ích lợi là làm cho con tôi sung sướng. Mà tôi cũng được hài lòng. Hài lòng? Nhưng sự hài lòng đó có toàn vẹn hay không? Nếu em nói toàn vẹn, tôi sẽ cấm miệng lại và bước ra khỏi nhà này lập tức. Em trả lời đi, em trả lời bằng một cách thành thật đi hai. Em im lặng, em khóc. Như vậy tức là sự hài lòng của em được nuôi dưỡng bằng cứ thâm tình nước mắt. Và trong những đêm khuya em đã khóc ngâm thầm. Thà tôi là một kẻ khốn nạn mà con tôi hạnh phúc hoàn toàn. Không ai giữ được cảm tình nguyên vẹn khi biết rằng đóa hoa thơm ngát đang sống nhờ phân bón thôi tha. Không phải tôi cố tình mạt sát em đâu, nhưng sự đau khổ đó không nên kéo dài thêm nữa. Khi đứa con nó đã trưởng thành và biết trong tình thâm mẫu tử, chính vì nó trưởng thành và có yêu nên tôi càng phải ngậm miệng làm kinh. Ngậm miệng làm kinh? Tại sao? Tại sao lại như vậy hả hai? Nếu tôi nói ra thì cả hai mẹ con đều đau khổ. Nên tôi phải lặng im để chịu đau khổ riêng mình. Trời, con của tôi không phải là bất hiếu mà chỉ tại nó vô tình. Ông thử tưởng tượng xem,
nó sẽ đau khổ đến giường nào khi nhớ tới những lời nói phũ phàng và thái độ rẻ khinh tôi. Hai à, lương tâm của nó sẽ bị ra dài dò cân rứt. Thì cha mẹ nào lại muốn cho con? Hai ơi là ai? Phải mang cái ám ảnh trong lòng khi nó sắp hưởng nhiều hạnh phúc cạnh chồng con. Má con Thanh, ông đừng có kêu tôi ba cái tiếng má con Thanh nữa. Trời ơi, tôi muốn dùng, tôi muốn dùng ba tiếng má con Thanh để gọi em một lần sau cho này thôi. Dầu, dầu cho ba năm chăn gối của chúng ta rất là ngắn ngủi, nhưng cũng đủ em hiểu được tâm tình của anh mà. Tôi không phải là người ích kỷ tham lam, mà chỉ tại tôi thuyết phục em đòi quyền làm mẹ cho đẹp câu mẫu tử thâm tình. Nhưng hôm nay tôi đành bất lực thôi. Thì khi nào con Thanh đã biết được em là mẹ của nó thì em nói rằng ba nó chết rồi khi nó còn chưa dám thôi nổi. Những lời nói đó không an ủi được cái sự nghèo khó của một người mẹ tôi đòi. Hơn nữa, ông không có quyền gì mà bắt buộc con Thanh nó phải thay đổi tánh tình. Nhưng nó là giọt máu của tôi mà. Nhưng mà giọt máu đó là nó sống để trưởng thành nhờ tình thương của người ta. Má con Thanh, Đừng gọi ba tiếng đó nữa. Tôi chỉ dùng ba tiếng này để gọi em một lần sau chót này thôi. Má con Thanh, thôi, tôi chỉ đến đây không có chút dạ tâm nào hết, mà tôi muốn khuyên em đòi cái quyền làm mẹ. Làm mẹ thôi mà. Nhưng tôi cam bất lực. Thôi thì mai sau con Thanh nó hiểu ra. Em cứ nói là ba nó chết rồi từ khi chưa già thôi nói. Nói sao cũng nghẹn chi bằng ông đừng tới. Một lần này thôi, chia biệt trọn đời. Coi như vĩnh biệt vợ chồng tình xưa đã chết theo. Quanh ơi.